trainers! Blah. Hi! Click here to subscribe! Wow, 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 wow! Cùng nhau tiến lên không sợ chi. Wow, 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 wow! Biết đôi chúng ta là mạnh nhất, vượt qua gian khó, sẵn sàng chiến đấu. Biệt đội sẽ luôn đi cùng nhau. Huấn luyện viên khủng long tập 20 là chiến đấu với Harry. Hawkeye, gọi Velocib thần tốc ra. Chúng tôi đang tự hỏi liệu cô ấy có giành chiến thắng lần này không? Hãy cùng chờ xem. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Lên đi, Velocib. Lên đi, bộ lạc thành thớt. Địa chấn bắt đầu tiến hóa. Chiến sĩ bảo táp bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Tiến hóa thần tốc. Mada. Mada. Velociraptor thần tốc. Bộ lạc kẹt thớt dày gốc. Velocib thần tốc, hãy nắm lấy cơ hội. Đừng nhảy xung quanh nó nữa. Bộ lạc kẹt thớt gai gốc lên đi. Gai du nhân. Cái gì? Nhận lấy. Đá nó xuống. Truy đuổi siêu tốc. À! Hay quá, cậu ấy thắng rồi. Ừ, cậu ấy đã đấu rất tốt ở vòng này. Thật thú vị. Velociraptor thần tốc. Tốc độ ánh sáng. Không thể tin được, Huawei đã tận dụng tốc độ của Velociraptor để khiến đối thủ mắc lỗi. Rồi hạ gục đối thủ. Sau đó thắng liên tiếp 3 ván. Tôi tuyên bố phần thắng thuộc về Hawkeye. Hawkeye tuyệt thật. T-Rex, chúng ta cũng cần phải thắng trận đầu tiên. T-Rex, đây là trận đấu chính thức. Tỉnh táo lên đi. Nếu chúng ta thắng, cậu có thể có rất nhiều đùi gà. Hả? Hawkeye là người đầu tiên thắng rồi. Ây da, Richie, sao cậu vẫn còn ở đây hả? Cậu muộn trận đấu của mình bây giờ. Trận đấu sẽ bắt đầu sau 1 phút nữa. Trận đấu đã bắt đầu. T-Rex, chúng ta sắp muộn rồi. Chạy đi. Tiếp đó, trận đấu hấp dẫn khác sẽ bắt đầu sau 1 phút nữa. Người chơi nổi tiếng Hadi đấu với một người chơi mới, là người đầu tiên thu thập được 3 con khủng long. Richie. Hả? Richie đâu rồi? Richie bị làm sao vậy? Cậu ấy đáng lẽ phải chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ. Cậu ấy đến rồi. Chờ đã. Tớ tới đây. Richie cuối cùng cũng đến. Giờ thì xin hãy vào vị trí của cậu đi. Richie, tớ rất mong chờ được thi đấu với cậu một lần nữa. Tớ sẽ cố gắng hết sức để đánh bại cậu hôm nay. Vậy bắt đầu thôi. T-Rex, lên đi. Ai sẽ giành chiến thắng? Người chơi nổi tiếng hay người chơi mới dũng cảm sẽ thắng? Hãy cùng đón xem. Lĩnh vực tiến hóa, mở khóa. Lên đi, T-Rex. Tiên hậu vĩ diệp, bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Giao giao. Lolo. Giao. Ở đây lạnh cống. T-Rex nhảy và tấn công. Có tiến bộ hơn một chút đó. Lần trước đó chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Tốt. Vậy hãy cho tôi thấy cậu đã thu được bao nhiêu kinh nghiệm rồi. Ôi không, chiều trước của T-Rex sẽ cứng lại vì nọc độc mất. Hả? Đòn tấn công của nó bị chậm lại. T-Rex quay lại. Lĩnh vực tiến hóa, mở khóa. Lên đi, T-Rex. Xe nỏ hủy diệt, bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. T-Rex âm thanh. Tiếng hát của cô T-Rex đang chuyển động. Đó là kỹ năng độc nhất của cô T-Rex. Cô T-Rex, nhờ cậu đấy. Đi luôn T-Rex, phun độc đi. Cô T-Rex, cố lên, nhảy và phản công. Có vẻ như có giới hạn thời gian cho nó. Đi luôn Velociraptor, tiến lên. Như vậy chưa xong đâu. Cô đi thôi sao rớt âm thanh, tiến lên. Thật đáng ngạc nhiên. Cả hai con khủng long của họ đều đã ngã xuống. Cả hai đều ghi được một điểm. Bây giờ Hà đi dẫn trước 2-1. Liệu Richie có lật ngược được thế cờ không? T-Rex, cậu có tự tin không? T-Rex, lên. Anh Kylusaurus, tiến lên. Lĩnh vực tiến hóa, mở khóa. Lên đi T-Rex. Lên đi, anh Kylusaurus. Xe nổ hủy diệt, bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Kango. T-Rex làm tốt lắm. Ồ, tốt. Anh Kylusaurus lăn người lên và đập vào đá. Mạnh quá, mình phải làm sao đây? Nếu T-Rex bị thua thì trận đấu này bùng T-Rex bùng cháy, khủng long bùng cháy. Richie, cậu không thể đánh bại tớ như vậy đâu. Không thể được. Thôi nào, T-Rex sao đó. Không, T-Rex. Anh Kylusaurus bột thép, một đòn nữa. Hả? T-Rex. T-Rex đã tức giận rồi. Tại sao? Tớ nghĩ cậu ấy rất không hài lòng với cậu đó. T-Rex, tớ xin lỗi. Quay lại đây T-Rex. Sao tình trạng của Richie hôm nay lại tệ đến vậy ta? Tôi tuyên bố Hà đi chiến thắng trận này. Ta nhất định sẽ đánh bại tên béo đó. Hả? Hả? Đó có phải là Richie hay không vậy? T-Rex, cậu đâu rồi? Quay lại đi T-Rex. Xe nổ quỷ gì? Làm sao chúng ta tìm được T-Rex đây? Theo hệ thống định vị của tớ, có lẽ cậu ấy đang ở trong khu rừng ở phía bắc nhà thi đấu. Sao trước đó cậu không nói với tớ? Thì cậu có hỏi tớ đâu. À, thật là bướng bỉnh. T-Rex đã bỏ chạy rồi. Xin lỗi Samu, lần này tớ sẽ ghi công cho riêng mình mà thôi. Trong tập tiếp theo, T-Rex tức giận bỏ chạy và làm phiền một nhóm khủng long nhỏ đang sống trong tự nhiên. Kết quả làm cho chúng đánh nhau. Richie đến để cứu T-Rex, nhưng cậu ấy lại rơi vào tình trạng nguy hiểm. Rex cũng đã bị Jack tấn công và hôn mê. Liệu cuối cùng họ có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không đây? Tất cả có trong tập tiếp theo của huấn luyện viên khủng long phần 1, T-Rex không bao giờ bỏ cuộc. Dino Trainers! Hi! Click here to subscribe!